Ok, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của tn91vlog nhé. Như các bạn biết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thông tin về việc là bắt đầu từ ngày 10 tháng 3, tất cả các công dân Việt Nam sẽ tiến hành khai báo y tế trên app của Bộ Y tế. Cái này là không bắt buộc mà chỉ là khuyến khích người dân cung cấp thông tin y tế. Để bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điền thông tin như thế nào, cung cấp thông tin như thế nào và ở đâu nhé. Đối với smartphone, Bộ Y tế có đưa ra hai cái app khuyến nghị. Ứng dụng thứ nhất là ứng dụng nCoV do tập đoàn VNPT cùng các công ty ICT lớn ở Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Ứng dụng thứ hai là ứng dụng Việt Nam Health Declaration. Ứng dụng này thì do Viettel Solution xây dựng. Riêng đối với app này thì được Bộ Y tế và Thông tin Truyền thông khuyến nghị đối với những người nhập cảnh vào Việt Nam. Ngoài ra, các bạn còn một cái cách khác để có thể cung cấp thông tin cho Bộ Y tế, đó là lên website tờ khai y tế.vn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn khai báo ở trên điện thoại trước, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khai báo ở trên trang web tờ khai y tế.vn nhé. Mình sử dụng điện thoại Android nên mình chỉ có thể hướng dẫn các bạn trên Android. Còn đối với Apple Store thì các bạn cũng có thể làm tương tự những bước như vậy. Tuy nhiên thì chỉ có khác cái bước là các bạn tải về như thế nào thôi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tải app về điện thoại trước nha các bạn. Bình thường á, như các bạn biết thì app ở trên điện thoại Android thì các bạn tải từ CH Play. Nhưng mà hiện tại cái app trên CH Play thì các bạn không thể tìm ra được. Không có cách nào các bạn tìm ra được bằng cách viết tên. Bây giờ ngay cả khi các bạn viết tên đúng, chắc chắn các bạn sẽ không thể tìm ra được cái app nào của VNPT hay Viettel hết á. Cách mà mình hướng dẫn các bạn để các bạn có thể tải về một cách đơn giản. Đầu tiên các bạn hãy mở Google Chrome hoặc một trình duyệt bất kỳ lên. Gõ vô thanh tìm kiếm chữ nCoV, thêm chữ VNPT vô nữa. Khi các bạn gõ xong bấm tìm kiếm thì các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây trang web play.google.com. Đây chính là trang web của Google. Các bạn bấm vào đây thì sẽ tự động nhảy đến cái app ở trên Google Play Store luôn, là chữ nCoV rất là to và ở dưới là VNPT Group. Sau đó các bạn hãy nhấn vô mục cài đặt. Rồi các bạn đợi một xíu thì nó sẽ cài đặt xong. Rồi sau khi cài đặt xong, các bạn sẽ mở ứng dụng này lên. Khi các bạn mở ứng dụng lên, ứng dụng sẽ yêu cầu truy cập vị trí của thiết bị thì các bạn hãy bấm vào cho phép. Mình nhấn vào dùng cho phép, sau đó bây giờ mình sẽ điền thông tin của mình vào đây nha các bạn. Các bạn hãy điền thông tin của các bạn vào mục này. Lưu ý là điền thông tin chính xác nhé. Ở mục điền số điện thoại thì các bạn lưu ý là hãy điền số điện thoại chính xác giúp mình nhé. Nếu như các bạn không điền số điện thoại chính xác, khi mà các bạn bấm xác thực bằng OTP thì mã OTP sẽ không gửi về được đến điện thoại các bạn. Rồi sau khi điền số điện thoại chính xác, các bạn hãy bấm vào mục tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật. Rồi sau đó các bạn hãy nhấn vào xác thực OTP. Rồi màn hình hiện ra thì các bạn điền 6 mã số xác thực OTP sẽ được gửi về điện thoại của các bạn. Rồi sau khi điền xong bấm xác nhận. Ngay khi các bạn bấm xác nhận thì trên màn hình sẽ hiện ra ngay cái mục là khai báo. Các bạn hãy đọc kỹ thông tin và khai báo. Nếu như có thì các bạn điền có, không thì các bạn bấm vào không. Rồi các bạn hãy bấm vào khai báo. Sau khi các bạn điền xong, ở trên cái app này nó sẽ có một số cái tab để giúp các bạn có những cái thông tin chính xác về tình hình dịch corona ở Việt Nam và trên thế giới. Như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì mình có ở đây mặc định đang là Việt Nam. Nhấn vào cái tab thế giới ở trên này thì các bạn sẽ có những cái thông tin ở trên thế giới. Đó. Rồi ngay ở giao diện chính thì các bạn lưu ý cái mục quan trọng nhất chính là cái mục khai báo y tế toàn dân. Bây giờ các bạn hãy bấm vào khai báo y tế toàn dân. Ở đây thì có rất là nhiều thông tin các bạn cần điền. Các bạn hãy điền đầy đủ những thông tin của các bạn vào đây nhé. Rồi sau khi các bạn điền đầy đủ thông tin rồi, các bạn hãy nhấn vào mục tiếp tục. Rồi ở đây thì sẽ có cái mục là khảo sát bệnh. Các bạn lưu ý những cái câu hỏi này cực kỳ quan trọng để giúp cung cấp thông tin của các bạn cho Bộ Y tế, để Bộ Y tế có những thông tin chính xác nhất về tình hình dịch bệnh ở trong khu vực. Ok, bây giờ các bạn hãy chọn những cái nào mà các bạn cho là đúng với cái bệnh của các bạn nhé. Nếu không có thì các bạn hãy bỏ trống. Rồi sau khi các bạn chọn xong thì các bạn hãy nhấn vào tôi cam kết các thông tin khai trên là đúng sự thật. Rồi sau khi các bạn chọn xong thì các bạn hãy bấm vô gửi thông báo nhé. Rồi như vậy là các bạn đã gửi khai báo thành công. Và ngay bên dưới trang chủ thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái bản đồ. Rồi như các bạn thấy tới thời điểm hiện tại là ở khu vực màu đỏ này, các bạn thấy mấy cái hình chấm than màu đỏ không? Đây chính là khu vực có dịch nha các bạn. Cái bản đồ này nó có tác dụng giúp cho các bạn biết được ở những cái vị trí nào đang có dịch. Nếu như các bạn đang đi du lịch thì các bạn có thể biết được vùng nào có dịch để các bạn có thể tránh được cái việc mà lây lan. Tiếp theo, cái tab thứ hai thì các bạn thường xuyên theo dõi sức khỏe của các bạn, và các bạn hãy gửi thông tin đến cho Bộ Y tế bằng cách chọn những cái biểu hiện mà các bạn có, ví dụ như sốt, ho, khó thở, các dấu hiệu khác, đau người, mệt mỏi gì đó thì thôi các bạn đừng gửi. Các bạn chọn cái thông tin bên dưới, ví dụ như có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, có trường hợp đi từ vùng dịch, có trường hợp tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc đi về từ vùng dịch. Có nghĩa là các bạn đã tạo ở trên cái app này. Sau khi các bạn điền số điện thoại xong, nhập mã OTP thì các bạn sẽ có một cái trang giống như thế này. Trang này là trang khai báo y tế. Các bạn khai báo dùng người khác cũng vậy, tức là ở một khai hộ thì các bạn khai báo cho người khác, các bạn cũng nhớ hỏi kỹ những thông tin từ người khác rồi các bạn hãy điền vào đây nhé. Sau khi các bạn đã điền xong hết rồi thì các bạn hãy nhập mã bảo mật vào đây. Sau khi nhập mã bảo mật thì các bạn hãy bấm gửi tờ khai. Các bạn bấm gửi tờ khai xong thì coi như là xong, hoàn tất cái việc khai báo thông tin bệnh dịch cũng như là thông tin cá nhân của các bạn cho Bộ Y tế. Rồi, như vậy thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cách tải app và điền những thông tin lên trên app cũng như là cái trang web tờ khai y tế.vn. Mình hy vọng là cái video của mình hữu ích giúp cho các bạn biết cách tìm hiểu thông tin chính xác. Tất cả mọi người hãy cùng chung tay khai báo và giúp Bộ Y tế đẩy lùi nhanh chóng dịch virus corona đang hoành hành ở Việt Nam. Rồi, mình chúc các bạn có sức khỏe tốt để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân các bạn cũng như những người thân xung quanh các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên bấm like, share và cho mình xin một đăng ký kênh nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.